sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng thật là sau cơn mưa trời đã sáng. Đấy. Wow. Quá lạ luôn. Đây. Vẫn còn hoàng hôn nha. Ok luôn. Bầu trời đã thoáng đãng hơn rồi. Bên An Gia thì cũng đã sáng đèn một số căn là cũng có. Wow, có eo sông ngay đây. Đi lại lên đây nên mình mặc dù ở lốc u nhưng mình view sông cũng rất là đẹp. Không có trực diện hẳn sông nhưng mà trực diện cũng là trực diện hướng một xéo xéo. Ok. Rồi. Đây là hướng view về Phú Mỹ Hưng. Từ tầng 18 nha, view từ tầng 18. Đây là 7. Bây giờ hiện tại là đã ngừng thi công. Ngừng thi công rồi. Ok, để mình lên cái mặt trước kìa, nó có nhặt nước cho hang để mình vui sống đây đi. Rồi. Tạo quá đã. Thích quá thích tàu chạy nè. Hôm trước là mình quay buổi sáng rồi. Buổi trưa chứ, buổi sáng trưa luôn. Rồi, bây giờ thì buổi chiều nhưng mà lại trời mưa nữa. Tạo sự khác biệt. Ở dưới đường thì thấy cũng xe qua lại cũng đâu ít đâu. Rồi, à cái đường xe tải cả bánh cảng kìa. Xe tải á, xe tải sớm á. Ồ, tàu bốc khói kìa tin thấy không? Đó, tàu bốc khói luôn à. Thế tàu chạy không? Thôi, xuống. Phía dưới thì thấy cũng khá là đông cư dân ra bà. Ồ, có cái bồng binh nữa nè. Hai chiều hả? Đây cho cái ga vô luôn nè. Quá đã luôn. Ok. Hiền bự quá, hiền tới cả không? Thấy hiền không? Đó, cái hiền bự đang tới nè. Nhìn xa thì nó vậy thôi chứ nó bự lắm á. Ở đây mình nhìn từ xa mà. Mát quá trời quá đất. Okay, nhìn ngắm về Phú Mỹ Hưng đây. View Phú Mỹ Hưng trong mơ. Tên xuống. Căn kế bên mình là căn góc nè. Đây. Căn góc. Nhà của người ta. Căn mình kế góc, áp góc. Quá lạ luôn. Ôi. Quá lạ luôn. Mọi người coi cái tàu nè. Có con trà đó. Không có trèo lên, con đứng dưới thôi, không có trèo lên. Cha bài ra có mà. Cha có trèo không mà cha bài. Cha đứng đây thôi chứ cha không có trèo lên nè, nè. Chân trần đứng dưới nè. Ôi, đã bị chạm luôn. Đây mình có cái bồng binh luôn nè. Bồng binh ở đường nội khu. Rồi ở đây view Phú Mỹ Hưng nhìn sẽ rõ hơn nè. À. Thấy chưa? Đây là trong phòng ngủ à. Đó. Thấy chưa? Phú Mỹ Hưng á. Rồi. Nhưng mà mở cửa sổ ra ha. Mấy cái cửa này mình thấy nó hơi gắt ha. Thấy nó hơi gắt. Để kháo ra kéo một lần. Vô.
Ok, bây giờ trời đã bớt mưa hơn thì đã trong xanh hơn, nhìn nó hóng hơn, có nhiều con tàu đi lại hơn rồi. Đây em của anh chứ, đây là anh nè, anh có Q7 nè, là Q7 Blue nè, hưng hạnh luôn, ok luôn. Chuẩn bị xíu mình sẽ xuống dưới mình coi nhặt nước nha. Này mình ở đây được 2 cái wheel luôn, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đẹp quá tiền ơi, đẹp quá. Đẹp quá trời ơi, đẹp quá trời ơi. Trời ơi, trời ơi, ơi, đừng có la ấm sầm. Tương lai cây cầu có thể là bắt cái cầu Cát Lái á. Còn Cát Lái là sẽ đi qua đường Hoàng Quốc Việt, là dưới ở xa phía sau An Gia nè, là đường Hoàng Quốc Việt nè, là bắt qua đây nè. Mình thấy đây là bắt thuận tiện luôn, rồi đi có thể đi lên Phú Mỹ Hưng nè, đi Hồng Khóng nhiều cái hơn. Nó có 4 phương án lận, nhưng mình thấy phương án số 4 này là hợp lý. Phương án này đề xuất cuối cùng, phương án đầu là làm ở cầu Phú Mỹ. Đó, đó, thấy không? Di Kiều thấy không? Di Kiều hả? Tàu bóp đặng cho người ta biết rồi xong rồi tàu đi chứ tàu đâu kêu đâu. Từ xíu kêu nữa. Buổi tối này nên thơ ra đây làm cốc cà phê ngồi ở ban công. Trời ơi. Thôi con không có nước một chân, con đứng dưới đất. Đàng hoàng nữa cha. À chuẩn bị nghe tàu kêu nữa nè. Cái tàu lớn này nãy giờ kêu nè, tàu lớn này nè. Thấy cái cầu bà con thấy cái cầu gọi là cầu Cát Lái á, bắt chỗ này là hợp lý, chứ mình thấy là bắt chỗ này là hợp lý luôn. Bắt chỗ ngay chỗ Hoàng Quốc Việt nối qua bên phía bên Nhân Trạch Đồng Nai là hợp lý, quá hợp lý luôn. Còn bắt từ cầu Phú Mỹ vô cầu Phú Mỹ thì mình thấy cũng hợp lý, hoặc là bóc vô ngay chỗ quận 7 và đoạn phía trên đó, ngay chỗ cầu Phú Mỹ, hoặc là bên đây bên kia cầu là có 2 phương án nữa. Mình thấy không có hợp lý lắm, ở đó là đụng nhiều dân cư lắm, đoạn này là ít tốn cơ sở vật chất mà ok, đỡ tránh kẹt xe nữa. Quá tuyệt vời. Mọi người có ý kiến gì cho cái dự án mà cầu Cát Lái thì comment bên dưới cùng chúng ta cùng trao đổi nhé ha. Ok, quá đã, quá đẹp. Sau cơn mưa trời lại sáng. View bên đây thì quá đã rồi, quá xịn sò rồi. Dưới mình nhà phố, ở phía trước mặt nhà phố luôn, quá ok luôn. Rồi sao nó hết bóp kè, bóp cầu vậy ta? Đi gần tới chỗ mình luôn nè. Dạ. Cái đoạn mà cầu Cát Lái mà bắt ở đây thì lên Hoàng Quốc Việt, xong cái lên Phú Mỹ Hưng, xong cái lên Nguyễn Hiền Thập, đồ Nguyễn Lương Bằng, đồ lên về cầu Ông Lãnh đó, rất là thuận tiện luôn. Rồi.
Đây, view đêm lúc gần 7 giờ nha. 6 giờ 40 rồi. À, hồ đèn đang dài sáng rực luôn rồi. Ăn da ở cũng hết luôn chứ bộ. Ồ. Bên ăn da. Cái lóc giữa giữa đó là cái hồ bơi á. Cái giữa này nè. Hồ bơi giữa tầng á. Không, cái đó cái sảnh chứ. Cái đó sảnh trên cao á. Hồ bơi như trên trên tút cao luôn á. Hồ bơi ngay chỗ cái chớp chớp đèn đó đó. Đây là view về Phú Mỹ Hưng về đêm nè. Xe cẩu thì vẫn đang làm việc miệt mài ở dưới rồi à, chạy cho kịp tiến độ dự án. Ở ngoài đường thì vắng rồi. Ok luôn. View qua đầu Chí nè. Quỳ xuống cùng tầng 4 hồ bơ. Càng bên đối diện là test đèn ha. Cũng để đèn hết luôn. Đi điện thoại á. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xịt Tiền Dừa và Xịt Tiền En. Bye bye.